Hi, xin chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một video rất là thú vị và rất là kỳ lạ các bạn à. Trước khi bắt đầu video á, thì mình muốn cho các bạn xem tấm hình này, các bạn thấy gì lạ không? Đúng rồi đó, đó chính là nước nó quá là thiệt luôn các bạn. Thì đây á, người ta nói là phiên bản Minecraft năm 2030 các bạn à. Mình rất là nghĩ đây là một cái cú lừa. Nhưng mà khoan, mình đã tìm được một số video ở trên YouTube nói là chuyện này sẽ có thiệt. Cho nên là ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái video đó để coi coi là đây có phải là cú lừa hay không nhé. Ok rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video thôi. Mà khoan, trước khi bắt đầu video này á, thì chúng ta phải cùng nhau đến với chương trình 1 phút dành cho fanart cái đã. Ngày hôm nay á, thì mình muốn cảm ơn bạn Thế Hào rất là nhiều vì đã vẽ cho một tấm fanart rất là ngầu luôn. À, đây là J Gray nè, đây là Ori nè các bạn ơi. Và ở đây có chữ là The Calling, thì đây là một cái MV Minecraft của mình. Nếu như bạn nào mà chưa coi á, thì hãy lên YouTube kênh của mình và coi liền nha. Và những bạn nào muốn gửi fanart cho mình á, thì các bạn đừng quên lên Facebook và tìm cái trang tên là Gia Đình Nhà Dơi gạch ngang J Gray, bấm vào nút tham gia nha. Vì đây là nhóm fan chân chính của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go baby. Hehe, easy quá đi thôi. Trời, thằng quỷ nào vậy? À, thì ra là chúa mày sao? Trời, ôi trời ơi, bạn của tôi. Thằng quỷ này, chết đi con. Đừng có giỡn mặt nhìn dây nha con. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với video đầu tiên luôn nha. Let's go baby. Vô để coi thử là video gì đây. Ở đây có một cái trứng tạo ra con. Wait a minute. Một cái trứng heo tạo ra con heo. Mà nhìn con heo này nè các bạn ơi. Nhìn con heo này đúng giống thiệt luôn á. Wait a minute. Rồi mình coi nữa coi. Wow. Ui, các bạn thấy con heo này nó đứng nó thở rồi nó nhắm mắt mở mắt đồ như thiệt luôn các bạn. Ok dạ này anh đang làm cái gì cái con heo này đây ta? Từ từ để mình nghiên cứu coi. Con heo này nó cũng đi được luôn kìa các bạn thấy không? Wow. Ghê vậy. Wow. Ê, ảnh quýnh con heo nó chớp đổ y chang trong game luôn các bạn à. Đâu mình làm lại cho các bạn coi nè. Ui, ghê vậy trời. Con heo nó bỏ chạy luôn kìa. Wait a minute. Nếu như mà chuyện này có thiệt á, là hơi bị hay luôn nha các bạn. Wow, mới có video đầu tiên thôi là mình đã thấy cái gì đó nó rất là thú vị rồi đó các bạn à. Mình nghĩ là cái này sẽ có thiệt, tại vì các bạn nhìn đi, đang trong game thiệt luôn mà chứ còn gì nữa. Ok được rồi, mình thấy video này có vẻ có niềm đam mê rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển qua video thứ hai để coi coi nó có giống thiệt hay không nha các bạn. Nhưng mà khoan, nếu như mà các bạn đã xem tới đây rồi á, thì các bạn đừng quên hãy nhớ để lại cho video này một nút like nha. Còn những bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì làm giúp mình hai chuyện đó. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đọc tên của một bạn fan chân chính của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đọc tên của bạn Đức nha. Chúc bạn Đức một ngày tốt lành. Nếu như bạn Đức có xem video này, đừng quên hãy nhớ bình luận ở phía dưới cho biết, mình sẽ thả tim cho. Bạn nào chưa được mình đọc tên thì cũng nhớ bình luận luôn nha. Còn bây giờ thì chuyển qua video thứ hai thôi. Let's go baby. Video thứ hai này á thì nó nói về bọt biển và nước ở trong Minecraft các bạn à. Bây giờ chúng ta vô coi liền nha. Let's go baby. Đâu đây coi coi như thế nào đây. Anh ấy ảnh đang ở một cái chỗ anh đổ nước ra. Wait a minute. Ôi, cái này chúng ta cần phải coi lại mới được rồi nha. Các bạn nhìn nước nó chảy ra nè. Cái vụ này cực kỳ lạ các bạn à. Và nó là một cái khối nước nha các bạn. Wow. Ê, hay là cái này là mod vậy ta? Nếu mà có mod này mình rất là muốn sở hữu luôn á. Trời ơi, ghê chưa các bạn? Thấy nước nó chạn ghê chưa? Wow, ôi nó còn có bọt nữa kìa các bạn. Còn đây là cái miếng hút nè các bạn ơi. Wow, mấy cái bọt biển nó đang hút nước vô kìa. Trời. What? Nó hút y chang thiệt luôn. Nước còn hai giọt nước nó đang chảy đây nè các bạn. Wow. Rồi ổng đẩy ra. Sau khi ổng đẩy ra một cái là nước nó cũng ra theo luôn các bạn. Oh my god, và nó vẫn sẽ bị hút vô lại. Ui cái gì mà vip bro chứ trời. Wow, đỉnh cao thực sự, đỉnh cao thực sự. Nè mình rất là thích coi này luôn các bạn coi nè, phê không? Wow, công nhận là vip bro à ngang. Ui hình như cái này là thiệt á các bạn ơi chứ không phải giả đâu nha. Ui, mình coi mà thấy giống thiệt lắm luôn á. Wow, chắc là mình phải liên hệ cái này cho mình cái mod này hay là sao đây chứ mình rất là muốn thích có cái này các bạn à. Thôi được rồi, chuyển qua cái thứ ba luôn nào. Let's go baby. Nice. Cái thứ ba này á thì người ta nói về cỏ trong Minecraft các bạn à. Để bây giờ mình coi coi như thế nào đây. Rồi anh đang đi vô anh dùng. Oh my god. Ôi nhưng mà nói thiệt với các bạn luôn, nếu mà có cỏ này thì mình cũng không dám chơi Minecraft nữa các bạn à. Vì các bạn nhìn đi, nhìn nó khá là ghê nha, chứ không phải nhìn đẹp đâu các bạn ơi. Wow, không nhưng mà nó giống thiệt, thiệt lắm luôn các bạn.
Công nhận nó thiệt hơn những gì mình nghĩ luôn các bạn. Nè, trời ghê thiệt, nó giống như là tóc vậy các bạn, nó giống như là tóc của mình vậy. Wow, dữ dữ, ok. Ôi nếu mà vậy thì những bông hoa chắc cũng sẽ đẹp lắm đây các bạn ơi. Wow, ok, video thứ ba này cũng thấy thú vị đấy. Bây giờ qua video thứ tư luôn nha. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hồi nãy là đã có nước rồi các bạn à, bây giờ thì nó còn có thêm lava, có thêm dung nham nữa. Ê, có vẻ là sẽ đẹp lắm đây các bạn ơi. Vô để coi như thế nào đây. Đầu tiên anh đổ nước ra. Công nhận cái nước này nó đỉnh thiệt luôn á. Nếu mà có cái nước này là nó quá là đúng luôn các bạn. Wow, ghê thiệt sự. Ui, bây giờ ở đây nó bị dính nước hết rồi nè. Anh sẽ đổ lava xuống đúng không ta? Đúng rồi các bạn. Oh my god, các bạn nhìn cái lava này nè các bạn. Y chang ngoài đời luôn. Trời, mình phải coi lại mới được à nghe. Oh my god, what? Nó chạy tới đâu là có hắc diện thạch tới đó luôn nè, y chang trong game nha các bạn. Wow, cái gì mà xịn như khói bốc nghi ngút luôn. khói quá trời khói luôn các bạn. Wait a minute. Ôi, công nhận là khoái thiệt luôn á. Khoái chạy nước miếng. Mình cũng chạy nước miếng nãy giờ các bạn ơi, mình rất là muốn có cái này. Wow, thú vị đấy. Cái này thì là lava không à các bạn ơi, để coi anh ấy đã làm gì đây. Toàn là lava thôi. Ok, anh xây một bức tường bằng đá. Ở dưới đây anh để một cái. Wow, oh my god, các bạn nhìn thấy nó giống gì các bạn? Nhìn thấy nó giống slime luôn các bạn. Mình thấy nó giống y chang slime luôn á. Wow, nhưng mà đẹp thiệt, công nhận rất là đẹp. Ok, anh làm gì nữa bên đây vậy? Hình như anh đang tạo ra một con người sắt phải không? Mình đang rất nghi vấn là anh sẽ tạo một con người sắt cho mà coi. Đúng rồi đó. Wow, ok, anh đổ lava xuống đầu con người sắt các bạn ơi. Wait a minute. Ủa, con người sắt nó bị mất máu hả? Cái vụ này ngộ vậy. Wow. Ôi, các bạn có thấy con người sắt nó bốc ra màu đỏ không các bạn? Wow. Ôi, nhưng mà đáng lẽ con người sắt bị dính lava nó phải mất máu chứ ta. Anh này hơi ảo rồi đấy. Có khi nào anh lừa mình không? Trời, lava này được đổ ra xuyên qua cái hàng rào nữa các bạn ơi. Ê, sao mình nhìn cái này tự nhiên mình thèm ăn kẹo vậy. Kẹo mà kẹo kéo ghê các bạn à. Wait a minute. Wow, công nhận hay thiệt. Mà mình vẫn đang nghĩ anh này anh lừa mình các bạn. Nhưng mà thôi, cứ xem hết tất cả những video này đi để coi biết có lừa hay không, và các bạn sẽ là người bình luận cho mình biết nha. Ok. Cái này là cái gì đây mà sao có những cái khối gỗ đây? Đâu, những cái khối ván gỗ các bạn à. Anh đang xây một ngôi nhà phải không? Rồi, anh có một cái xô nước và anh đổ nước ra. Wow. Ê, ôi dạ. Ôi, bây giờ nó có sự khác biệt các bạn. Bây giờ cái nước mà đụng vô người của ảnh sẽ bị đẩy ra ngược lại. Các bạn coi kỹ khúc này nè. Đó, bạn thấy nước đẩy ra không? Wait a minute. Vụ này rất kỳ lạ. Ôi, mở cửa nước chạy ra luôn. Ghê vậy. Yeah. Ok. Này là TNT được thả vô một cái giếng các bạn à. Để xem coi có đẹp không nha. Oh my god, TNT nó nổ ở dưới nước làm nước nó bùng lên trời luôn. Ghê vậy trời. Hay à, mấy cục block lúc mà đập ra cũng khá là đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ anh sẽ không có cạn nước lại để coi coi nước nó bắn lên trời tung tóe luôn các bạn à. Trời, gì mà ghê nha. Cái gì mà giữ thần thiên địa vậy trời. Cái này khá là đỉnh luôn nha. Ok, cái gì ạ? Anh đang bỏ nước ở trong một cái kính. Oh, tràn nước ra ngoài luôn. Wow, phê thiệt sự. Cái anh này có khi nào anh lừa mình không vậy? Cái anh Steve TEE này. Nghe anh lừa mình quá các bạn à. Nhưng mà thôi, tiếp tục video tiếp theo để con sao nào ghiền quá rồi nè. Ở video này á thì người ta nói về cục cát các bạn à. Để coi cát nó sẽ như thế nào đây. Nào để coi đặt ra đây. Ủa, nó cũng bình thường mà. Oh my god, what? Cái gì vậy? Cục cát khi mà nhảy lên nó sẽ bị vỡ ra các bạn. Wait a minute. Trời mà nhìn đẹp quá à. Để cho các bạn coi lại nè. Wow, hãy đặt cát ở đây và nó rớt xuống nó sẽ bị vỡ ra. Wait a minute. Hi, this is a CGI animation. Có khi nào đây là animation không ta? Anh này anh nói là CGI animation.
Mình cũng không biết là cái này là mod hay là một cái hiệu ứng gì đó nữa. Nhưng mà mình vẫn tin tưởng cái này sẽ có thiệt. Để coi. Wow. Mà công nhận thiệt thì rõ ràng anh này anh chơi game Minecraft luôn các bạn. Để mình xem thêm một vài video của cái anh này coi, coi là có thiệt hay không nha. Let's go baby. Oh my god. Wow. Làm cách nào để đặt lava? Đầu tiên anh sẽ đi lấy gỗ các bạn. Sau đó anh ấy sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo và làm một cái cúp. Ok, sau đó đi đào đá này kia để làm cái cúp sắt hay sao phải không? Không, để làm một cái lò nung. Ok, và lấy lava. Wait a minute. Ôi các bạn, hình như mình thấy cái lava này với cái lava lúc đầu chúng ta coi nó khác nhau. Rõ ràng là cái lava lúc đầu hình như nó nhiều hơn hay sao á. À, có khi nào á cái lúc đầu là cái thiệt còn cái này là cái giả không ta? Mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Tại vì nhìn hai cái này nó cũng xem nhau, nó cũng giống thiệt. Rõ ràng anh này anh đang chơi Minecraft mà. Ôi các bạn, từ từ, cái này có điều khác biệt. Cái lava hồi nãy nó không có lún xuống đất, nhưng cái này các bạn thấy mấy cái cỏ nó lún xuống đất rồi kìa. Coi nè, nhìn ngay chỗ này nè các bạn. Wait a minute. Rõ ràng là mấy cái này nó bị lún xuống đất từ từ nè. Ghê vậy. Nhưng mà anh này làm mình bối rối quá các bạn ơi. Phải tiếp tục coi video của anh này mới hiểu được như thế nào anh em à. Đây là một cái video ngắn của anh các bạn. Để mình xem coi. Ở dưới đây có rất là nhiều nước luôn. Ôi, anh đi tới đâu là nước tới đó. Và anh đập một cái lỗ để cho nước nó tràn xuống dưới. Nè các bạn thấy nước nó đang bị tràn xuống dưới đây nè. Ok. Wow 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 wow. Khá là nhiều nước đã bị tràn đi rồi anh em à. Rồi hết luôn, sạch luôn. Ê, cái này giống như là lau nhà một cách nhanh gọn lẹ. Ok. Giờ anh đang ở dưới một cái hang động. Anh làm gì anh trai? Wow. Anh ấy đập cho nước nó rớt xuống đây mà sao nước gì đen hồ lôi ấy? Nước cống hay gì mà đen hồ lôi vậy bà con? Nè các bạn nhìn cái nước này như nước cống vậy, đen hồ lôi. Ghê. Ồ, có kim cương kìa anh ơi, có kim cương kìa anh đào đi. Ôi, anh đập kim cương và nó chảy ra lava. Ủa sao lava này nó sáng vừa các bạn. Ôi, lava này nó đúng sáng luôn. Mà nó nhìn giống ngoài đời thiệt hơn cái hồi nãy nữa. Ồ, thú vị phết nha các bạn. Đỉnh cao thật sự luôn á. Ok, bây giờ phải chuyển qua cái tiếp theo của cái anh này nữa. Coi coi, chứ nãy giờ mình thấy cái anh này làm cho mình thấy hơi bị nổ não rồi đó nha. Đây là cái video tiếp theo của ảnh mà mình đã tìm được. Đây là video về một vụ nổ các bạn à. Để mình coi coi như thế nào đây. Anh ấy sẽ kích hoạt TNT đúng không? Ồ. À, cái này thì dễ rồi các bạn ơi. Cái này mình có mod làm được luôn. Bữa mình giới thiệu cho các bạn rồi. Để coi coi. Nhưng mà đừng cái là nó có khói các bạn. Cái khói này làm cho mình bất ngờ. Còn mấy cái nổ nổ này á thì mình đã làm cho các bạn coi rồi. Cái mod đó rất là dễ, hiện tại đang có cho các bạn tải trên mạng luôn nha. Ok, xem đến cái video cuối cùng của cái anh này còn sao nha. Và đây là cái video mình tìm được của anh đó nữa nè các bạn ơi. Đây là một cái video về rất là nhiều những cái khối tuyết ở đây. Mà cái tuyết ở đây nhìn nó rất là kỳ lạ luôn. Nó rất là thiệt các bạn. À, ok. Bây giờ anh đang ở ngoài trời, anh đang làm gì đây? Đủ nói video này, video hù ma mình nha. Trời, mình sợ ma lắm đó nha. Ok, anh đi vô một ngôi nhà. Rồi, anh làm gì anh trai? Anh đừng hù ma em nha, em rất là sợ ma luôn á. Đừng để cho em với các bạn fan em bị quán hồn chim én ở đây à. Ok, anh làm gì á? Những tờ giấy này kia, con số 13 là ấy xui rồi đó. Ok, cái gì đây? Đây là một cuốn sách, anh mở ra anh đọc coi coi trong đấy nó ghi cái gì vậy? Đạo nó ghi gì đây? Mở ra coi. Xin chào các bạn fan, nhớ bấm like video này cho J-Ray nha ha. Ok. Ok. Nào để anh coi anh ấy làm gì nữa. Trời ơi. Ôi, mày hãy bắt đầu có nhạc ghê ghê các bạn ơi, mình hơi bị rung rồi đó. Ồ, có một cái đường xuống kìa anh. Lấy cái rìa qua đào đi anh. Lấy cái rìa qua đập đi. Trời, ông nội này còn ăn nữa. Ông nội làm cái gì đó rung rung á. Mình hơi bị sợ ổng rồi đó. Anh ơi, bình tĩnh anh trai, bình tĩnh. Cái gì cũng nên bình tĩnh chút nha. Hờ. Ôi, hết hồn. Trời đất ơi, nguyên con nhện làm mình đứng tim luôn các bạn. Thôi các bạn cố gắng coi với mình thêm mấy giây nữa nha. Nó còn mấy giây nữa à. Nhớ là phải cẩn thận khúc này. Mình rất là sợ chúng ta sẽ bị hù các bạn. Mình cũng không muốn bị hù đâu. Ok. À đừng làm em rung nha. Ai mà anh mà làm em rung em dislike video anh liền. Ok. Đây có gì đây? Băng. Ủa cái tiếng gì ghê ghê bạn. Cái tiếng gì ghê ghê. Ủa cái tiếng ghê ghê. Wait a minute. Cái gì vậy? Ồ, đây là một cái khối băng phải không?
Oh my god, một khối băng trong Minecraft đẹp dở lắm. Các bạn coi nè, ở bên trong nó có một con người tuyết các bạn à, giống như có Olaf trong trọng vậy. Wait a minute. Wow, rõ ràng là các bạn nhìn thấy khi mà anh đi qua bên này á, là ánh sáng nó sẽ chiếu về bên này, đi bên đây là ánh sáng chiếu về bên đây, là rất là giống thiệt luôn nha các bạn. Nói chung á, là mình thật sự không thể nào giải thích được cái này có phải là lừa hay là nó là animation hay không các bạn, hay là nó là một cái mod gì đó, mình cũng không thể nào giải thích được các bạn à. Và các bạn xem tới đây rồi á, các bạn sẽ là người quyết định để coi coi là cái video, những cái video nãy giờ mình coi với các bạn là nó có thiệt hay không nha. Những bạn nào đã biết rồi thì nhớ bình luận phía dưới cho những người anh em nào chưa biết biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều. Nếu như các bạn yêu thích video này, đừng quên để lại cho mình một like nha. Nếu như các bạn chưa bấm nút đăng ký kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và mình còn rất là nhiều video giống như thế này nữa, nếu như các bạn muốn coi tiếp đừng quên để bình luận ở phía dưới là anh ơi làm tập 2 cho tụi em coi đi nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye.